Chào các bạn. Các bạn đã biết cách mô tả của bộ trang phục quần áo mình mặc trên người như thế nào trong tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy cùng nhau học tên gọi của các loại quần áo trong video này nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy mở tủ quần áo ra nào. Tủ quần áo trong tiếng Anh là wardrobe. Wardrobe. Mình sẽ có hai loại trang phục chính là trang phục thường ngày mặc giản dị, mình sẽ gọi là casual clothes. Casual clothes. Và một loại thứ hai là những loại là quần áo công sở mặc cho những dịp trang trọng, gọi là formal clothes. Formal clothes. Các loại áo sẽ được gọi chung là shirt. Shirt. Áo sơ mi, blouse. Blouse. Áo thun cộc tay và không có cổ là t-shirt. T-shirt. Còn áo phông mà có cổ mình sẽ gọi là polo shirt. Polo shirt. Áo len chui đầu là jumper. Jumper. Trong khi đấy, một loại áo khác cũng là áo chui đầu nhưng có thể được làm bằng nỉ hoặc bằng len hoặc bằng cốt tông sẽ được gọi chung là sweater. Sweater. Áo khoác dáng dài là coat. Coat. Và áo khoác nhưng dáng ngắn chỉ đến thắt lưng thôi gọi là jacket. Jacket. Áo khoác bằng len, cardigan. Cardigan. Các loại quần dài mình sẽ gọi chung là trousers. Trousers. Quần bò, jeans. Jeans. Rất đơn giản phải không nào? Quần âu là pants. Pants. Quần ngắn, quần short mình gọi là short. Short. Chân váy, skirt. Skirt. Còn áo váy liền thân là dress. Dress. Bộ com lê, âu phục là suit. Suit. Bộ đồ ngủ, pajamas. Pajamas. Trong tiếng Anh, đồ lót là underwear. Underwear. Ngoài ra, mình còn có thể sử dụng một số phụ kiện kèm theo trong bộ quần áo của mình. Ví dụ như cà vạt là tie. Tie. Thắt lưng, belt. Belt. Hay cái mũ, tiếng Anh là hat. Hat. Kính râm, sunglasses. Sunglasses. Khăn quàng cổ là scarf. Scarf. Vẫn còn rất nhiều các loại trang phục khác, chúng ta sẽ cùng nhau học ở video tiếp theo nhé. See you in the next video. Thank you for watching.